chưa? Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu mẫu bồn cầu thông minh đến từ thương hiệu Viglacera. Và bồn cầu đang ở trước mặt chúng ta đây là mẫu bồn cầu V94 GWC. Thì GW này là mẫu bồn cầu thông minh. Chính vì vậy các bạn có thể thấy mẫu bồn cầu này có cái phần nắp rất là đặc trưng và sang trọng. Thì bồn cầu thông minh này sử dụng thuận tiện từ các chức năng sản phẩm bằng bảng điều khiển từ xa, chức năng làm ấm nắp ngồi, làm ấm nước rửa. Hơn nữa thì nó có thể tự động xả tráng trước khi sử dụng. Và vòi sẽ bao gồm có 3 chức năng, đó là rửa trước, rửa sau và rửa massage. Thì chức năng rửa massage này, đây các bạn có thể thấy bên trong, thì sẽ phù hợp hơn với những người có bệnh về đường tiêu hóa. Đây các bạn có thể thấy vòi, phần vòi nó ở phía dưới này. Và khi mà có điện thì cũng sẽ tự động. Hơn nữa thì hệ thống cảm biến tích hợp vào nắp ngồi giúp có thể nhận biết được khi mà người sử dụng kích hoạt chức năng này. Nó còn có chức năng đó là tự động xả và sấy. Hơn nữa thì với công nghệ xả sấy thì sẽ sạch hết mọi vết bẩn, mọi góc cạnh từ trong lầu bồn cầu với lực hút rất là mạnh. Đây các bạn có thể nhìn vào phía bên trong. Và hơn nữa thì sản phẩm còn được trang bị chức năng khử mùi tự động giúp cho làm sạch không khí và không có cái mùi khó chịu. Ở đây thì cũng sẽ có thêm đèn cảm biến tự động phát sáng vào ban đêm và sử dụng thêm cả nút nhấn xả nước trong trường hợp mất điện. Sản phẩm thì sẽ được sử dụng công nghệ men nanum được nung ở nhiệt độ 1250 độ C, diệt khuẩn, chống bám dính và rất thân thiện với môi trường. Thì ngoài ra thì sản phẩm sẽ còn có nhiều màu khác nhau nữa. Chính vì vậy, để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này, các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt.